ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả, Mục sư Trần Nhật Thăng là người sáng lập ra Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Người Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn không quên ông là người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của tổ chức Cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô. Ông là một cựu sinh viên quốc gia hành chánh, đốc sự khóa 10 và cao học khóa 2. Trước năm 1975, ông giữ chức vụ Tổng Thư ký Bộ Thông tin Dân vận và Chiêu hồi. Sang Hoa Kỳ từ năm 1975, ông là một Senior Tax Auditor của Cơ quan Thuế vụ Virginia, trước khi ông trở thành mục sư Hội Thánh Baptist tại Falls Church năm 2000. Ông về hưu trong vai trò quản nhiệm Hội Thánh vào năm 2017 và dùng hoàn toàn thời gian để điều hành Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi mời ông xuất hiện trong chương trình này để giới thiệu về tổ chức này. Thưa Mục sư, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là Mục sư dựa vào tình thế, hoàn cảnh, phương thức nào để lập ra Trung tâm Truyền giáo này? Nghĩa là tại sao Trung tâm Truyền giáo Việt Nam ra đời? Chào cô Minh Trước. Kính chào quý khán thính giả. Ngày nay Việt Nam đang tiến những bước dài. Nhà cửa, đường xá, cầu cống, thành phố, đài kỷ niệm, thương xá mọc lên một cách nhanh chóng, không thua gì các nước tân tiến. Nhưng đồng thời cũng để lộ ra nhiều vấn đề như đạo đức, xã hội, đời sống, lý tưởng, niềm tin và hy vọng. Tất cả mọi vấn đề đều hướng về chế độ, mà mọi vấn đề về chế độ đều hướng về văn hóa, và tất cả mọi vấn đề văn hóa đều hướng về tôn giáo. Tôn giáo quyết định văn hóa, mà văn hóa thì quyết định tính cách dân tộc. Tính cách dân tộc lại quyết định cho số phận của dân tộc. Đó là lời của Trung tướng Trung Cầu Lưu Á Châu. Nhìn vào thế giới ngày nay, các quốc gia nằm trong ảnh hưởng của Đạo Chúa hoàn toàn khác hẳn với các quốc gia chịu ảnh hưởng của Phật giáo hay Hồi giáo. Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, Tân Tây Lan hay Đại Hà giàu có kỹ thuật cao, kinh tế phát triển, là những người hài hòa, đạo đức, hay giúp đỡ, cưu mang, giàu lòng nhân ái và thương người. Chẳng may, chính quyền tại Việt Nam gồm những người vô thần và dân chúng chìm đắm trong mê tín dị đoan. Vì vậy mà Đạo Chúa không phát triển được và số phận của dân tộc thật tối tăm. Là một cơ đốc nhân Việt Nam, trong tình thế hiện nay, phát triển Đạo Chúa là một bổn phận khẩn thiết hơn bao giờ hết. Đó là cách duy nhất để cứu Việt Nam. Do nên, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam được thành lập. Cảm ơn Mục sư. Mục sư có thể cho quý khán thính giả biết thêm về Trung tâm Truyền giáo Việt Nam và những sinh hoạt cụ thể của nó. Thưa cô, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam được thành lập từ năm 2006, là nơi giới thiệu với người Việt Nam về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng nhiều phương tiện như truyền thanh, truyền hình, báo chí, tạp san, website, internet, Facebook. Trung tâm Truyền giáo Việt Nam là một tổ chức bất dù lợi, không hề phái, hưởng quy chế tax exempt 501c3 với IRS và được hoạt động với sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời Ba Ngôi và Nguyễn Thánh Kinh. Trung tâm Truyền giáo Việt Nam đang thực hiện những công tác truyền giáo như sau: truyền thanh mỗi tuần 2 lần trên con đường Vĩnh Phúc qua đài phát thanh địa phương; truyền hình mỗi tháng 4 lần trên đài SBTN với chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu; website condườngvinhphuc.com với hàng trăm tài liệu, bài giảng, giải đáp các câu hỏi thần học; hàng ngàn thánh ca, mỗi tuần có một bài giảng mới, một bài niềm tin và niềm sống mới; những show truyền hình, truyền thanh mới đều được đăng vào trên website này. Và Eden ca, tôn vinh Chúa và phát triển đạo đơn tại Thương xá Eden, trung tâm sinh hoạt của người Việt Nam tại vùng thủ đô, vào thứ bảy tuần thứ ba của mỗi tháng. Thưa Mục sư, tôi là một cơ đốc nhân. Tôi muốn tuân hành lệnh của Chúa Giê-xu là đem tin lành rao giảng cho mọi người. Trung tâm đang làm công việc này. Vì vậy, tôi muốn làm một thành viên của Trung tâm. Tôi phải làm gì?
Nhiệm vụ của một thành viên của trung tâm là gì? Cảm ơn cô Minh Trước về câu hỏi này. Nhiệm vụ của một thành viên của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam đó là giới thiệu các chương trình truyền giáo của trung tâm trong hoàn cảnh cho phép, bằng mặt đối mặt, bằng Facebook hoặc bằng email. Mời mục sư tín hữu trong hay ngoài nước tham gia vào trung tâm. Sưu tầm các tài liệu bài viết có giá trị truyền giáo, đề cao tình người, đời sống đạo đức. Tham gia, đóng góp hay là xuất hiện trên các chương trình truyền hình, truyền thanh của trung tâm. Nếu có thể, đóng góp bài viết cho các chương trình truyền thanh, truyền hình, tập san tinh thần, website của trung tâm. Đóng góp tài chính cho trung tâm theo khả năng cá nhân của mình. Thưa mục sư, câu hỏi sau cùng là trung tâm có kế hoạch gì trong 3 năm sắp đến để những ai quan tâm đến Việt Nam có thể tiếp tay với mục sư hay không? Cảm ơn cô. Kế hoạch phát triển 3 năm của trung tâm từ năm 2019 đến 2021 gồm có phân phát 10.000 truyền đạo đơn cho 69.000 người Việt Nam tại vùng thủ đô. Mời thêm 10 mục sư hay truyền đạo trong nước tham gia vào trung tâm để thực hiện công tác truyền giáo có phụ cấp tài chính hàng tháng. Tổ chức những buổi hội thảo thần học một ngày, phát hành tập san tinh thần mỗi tam cá nguyệt, tổ chức khóa hội thảo để huấn luyện cấp chứng chỉ cho 10 mục sư trong năm 2021, tăng cường bài vở và nội dung chỉnh trang hình thức của website. Chỉ tiêu năm 2021 là có được 200.000 người vào website, hiện nay là 58.000 người. Lập Facebook mới Con đường Vĩnh Phúc, chỉ tiêu là 10.000 người. Vận động tài chính từ 2.000 đồng một tháng năm nay cho đến 4.000 một tháng vào năm 2021. Vận động thêm 30 thành viên mới, tức là mỗi năm 10 thành viên mới. Tiếp tục phát hình trên đài SBTN mỗi tuần một lần. Tiếp tục phát thanh mỗi tuần 2 lần trên đài phát thanh. Tiếp tục chương trình Tôn Vinh Chúa tại Thương Xá Eden mỗi tháng một lần. Quý vị có thắc mắc xin gửi email về trannhậtthang@gmail.com. Quý vị yểm trợ tài chính xin gửi về VEC, tức là Vietnamese Evangelism Center, và gửi về địa chỉ 3719 Homer Road, Annandale, Virginia 22003. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên chúng tôi xin tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tuần sau. Kính chúc quý vị cùng gia quyến một tuần lễ mới an khang, thịnh vượng và đầy ân phước của Chúa. Đời người rồi quá mau, thân con tan từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 4 tháng 8 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.